Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Cảnh không ạ? Và ở video tiếp theo chúng ta sẽ trở lại với cầu thủ Thiên Nhẫn Tăng Trung Môn, một trong những Thiên Nhẫn Tăng Trung Môn tháng 9 vừa rồi. Thì cầu thủ này đã có cho mình sau khi lên Tăng Trung Môn thì chắc chắn đã có cho mình một cái ân tín, đó là cầu thủ Tèo 36 nha mọi người. Có cho mình một cái ân tín. Khán cảnh năm Văn Lâm Kích 1 cấp, Thiên Ngọ Liêu Tinh 1 cấp, Nhíp Hòn Loạn Tâm 1 cấp, là nói chung là đặc biệt skill 9x hoàn toàn lên 1 cấp nha anh em ơi. Hoàn toàn lên 1 cấp. Đó, và một con thôi phiến tay vật phi dân. Thế tất cả 4. Đó, hạn sử dụng 20 ngày luôn nha anh em ơi, hơn 20 ngày nha. Đó. Và một cây chống phái lông đào lông đảm thương. Đó. Chống phái lông đảm thương, một cây vũ khí chống phái. Tốc đánh 30, số thương 35. Sử dụng lý ngoại 80%, kháng hộ 25. Hỏi sắc nội công 200 điểm, nói chung là match option này nè. Và một cây khá đẹp mắt. Nếu mà cả này có thêm banh sắc nữa, có thể nói vừa đánh ngoại vừa đánh nội khá là hay nè mà. Tự nhiên cho sắc thương là không có banh sắc uống nha. Đúng không? Đúng rồi nè. Thiên Nhẫn mà cho banh sắc như này, sắc thương thì thấy cái này nó hơi vô lý nè. Cái này mà banh sắc 74 thay vào sắc thương 35 này. Đúng không? Giữ thử đánh hai đường luôn nè mà. Kháng hộ 25, ok. Và cái này thì cũng là thời hạn sau khi lên tầng trưởng môn thì được 3 món này free nữa mà. Ngựa ấn và cái vũ khí free nha, hàng hơn 20 ngày nha. Và sử dụng cho mình một set thăng bang tầm trung. Cái này là mình kháng cả 16. Kháng họ 28. Kháng banh 25. Kháng độc 28. Nói chung là set đồ tương đối tầm trung nha mà. Set đồ tương đối tầm trung. Ở set đồ này thì server tầm giá khoảng tầm 2 triệu nha mà. 2 triệu thì có thể mua được set này đâu. 2 triệu Việt Nam đồng với set thăng bang tầm trung như thế này. Rồi, một áo nhu tình. Ở áo nhu tình thì server này thì một áo tương đương như thế này, áo thường như thế này khoảng tầm 1 triệu nha mọi người. Hầu đầu server ở một cái này Khải làm giả tạo ra phải bán 3 triệu hơn nè, phải bán 3 triệu rưỡi nè. Nhưng mà tầm này so với 4 tháng cho qua gần server này 7 tháng rồi. Thì bây giờ nó chỉ còn tầm hơn 1 triệu thôi nè mọi người. Đó. Bán này 3 triệu. Đã lương thủ lý làm chậm hay là 40. Ủa anh 2440. Đôi giày 40. Tóc 40, kháng lôi 12-19, sức lực lực 19x, chuyển hóa sức thương 10. Đai thì 20-40, đai này rớt này. Sức lực lực 19x khá đẹp, thân pháp 20. Một tay thủ lý 23-40. Một nón 25-40. Nếu mà mang như thế này thì ạc này chỉ có cho mình 80 chó thôi nè mày. Quên sáng này 80 chậm thôi nè mày. 80 chậm, từ đai lưng vào con tay. Còn nón này 40 chó thì tính ra có 40 chó này, hơi bị thiếu chó nè mày. Chung thì ở số 4 bóng kiếm như thế này thì đai lưng này thì với đôi bao tay này thì khoảng tầm gần 2 triệu. Nón này với này khoảng 1 triệu nữa nè mà. Nói chung là 4 bóng kiếm này trung bình khoảng hơn 2 triệu nè mà. Bóng kiếm trung bình khoảng hơn 2 triệu. Kèm với cái này thì nói chung là cái set đồ này thì tương đối thì hơn 5 triệu một tí nè mà. Hơn 5 triệu một chút nè mà. Và đã tăng trang cho mình thêm một cái tiết biến tinh kháng cảnh năm. Và một phi phong kỹ năng cũng có 1 cấp. Đó. Kèm với càng khôn thì này sẽ có 3 cái năng vốn có nè mà. 3 cái năng vốn có. Rồi. Chung là một trong những set đồ cũng khá là ok. Tầm này thì với những set đồ ăn ban và full tím như thế này gọi là cũng khá tuyệt vời nè mà. Nhiều xe tầm này cũng chưa lên nổi đồ luôn mọi người. Thì như thế này là một trong những Thiên Nhẫn khá là ok. Và ở đây thì sau đồ cho anh em xem thì đây là một trong những tăng trưởng môn Thiên Nhẫn nè mà. Đó. Quá đẹp. Quá tuyệt vời. Và đây là Tèo 36 nè mà, một trong những cầu thủ nằm trong khu vực băng hát nha nè. Quá đẹp. Rồi, anh em theo dõi video này thì đừng quên đỡ lại cho cầu thủ Tèo 36 một like, một chia sẻ ủng hộ chơi nè mà. Và cũng như là ủng hộ Duy Khải, một like, một chia sẻ ủng hộ chơi nha nè mà. Và đừng quên xem những buổi live trực tiếp của Khải vào lúc 11:50 cũng như là tối là 19:50 hàng ngày nha nè mà. Quá tuyệt vời. Ok, và không gì hơn thì Duy Khải theo mặt Tèo 36 xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Và nhớ like cho sẻ mạnh nha mọi người. Và Khải xin phép off video tại đây. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye anh em.